xin hân hoan chào đón tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay em xin được phép giới thiệu tất cả các bác chiếc điện thoại Virtu Authentic Controller nguyên zin 100% hoàn hảo và đẹp, gần như gọi là đẹp new luôn á, đẹp like new, nên em xin phép gọi là đẹp new luôn. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc điện thoại Virtu Canon nè, một chiếc điện thoại Virtu nguyên zin 100% hoàn hảo, da nguyên zin, tất cả zin từ A đến Z, đẹp không một tì vết, đẹp không một chỗ chê. Alo. Và ngoài sản phẩm điện thoại thì bên em còn cung cấp tất cả linh kiện cho điện thoại, như là bao da của điện thoại Virtu, bao da của điện thoại Nokia 8800, bao da của Nokia 6007, tất cả những loại bao da của những điện thoại luxury đẳng cấp. Ngoài sản phẩm điện thoại, linh kiện điện thoại thì bên em còn chuyên cung cấp tất cả những sản phẩm luxury đẳng cấp danh nhân, như là đồng hồ Rolex và nguyên khối, tất cả sản phẩm thời trang, tất cả sim VIP, sim tứ quý, sim đẹp, số đẹp. Hãy truy cập vào trên trang Facebook hoặc là kênh YouTube Kỳ Lân Luxury để theo dõi, hoặc là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để theo dõi tất cả sản phẩm mới nhất, cập nhật mới nhất, có chi tiết giá cả, hình ảnh cụ thể cộng với video đến kèm chi tiết, thật là chi tiết. Và đừng quên gọi vào số hotline 0901 247 247 để hỗ trợ từ A đến Z. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở online cũng như offline tại Kỳ Lân Luxury. Bye bye.